Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để làm sữa bí đỏ. Sữa bí đỏ là mình làm từ nguyên liệu là đó là bí đỏ thì có thể mua bí ngô loại trái to hoặc là bí hồ lô nha các bạn. Mình chuẩn bị khoảng 500g bí, gọt sạch và mình thái lát mỏng khoảng 1cm, 2 bịch sữa tươi thì mình có thể sử dụng có đường hoặc không đường, sữa ông thọ và máy xay sinh tố. Sữa bí đỏ thì rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và người gầy. Sữa này thì mình hay uống dùng để tăng cân. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm. Bí đỏ thì chúng ta có thể chế biến theo hai cách. Một là chúng ta có thể mang hấp cách thủy, hấp như mình hấp những cái đồ ăn khác vậy. Nhưng mà mình thì mình hay luộc. Vì nếu mà mình sử dụng mình sữa tươi và bí đỏ, nếu mà mình hấp thì nó sẽ rất là đặc và khó, mình uống nó sẽ rất là ngán. Nên là mình sẽ luộc và mình sẽ sử dụng một ít cái nước luộc bí để mình làm sữa cùng, để sữa loãng hơn và dễ uống hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Sau khoảng 15 phút thì mình kiểm tra xem bí như thế này là chín rồi nha các bạn. Mình lấy đũa mình thử bẻ ra là mình thấy nó chín như thế này là được rồi. Sao tắt bếp. Rồi chúng ta tắt bếp và bây giờ chúng ta đi xay bí. Mình bỏ thêm một ít nước để nó không bị đặc quá. Nước luộc bí này cũng rất là thơm. Ta cắt sữa tươi bỏ vào xay cùng. Như đây bí thì mình xay làm 2 lần. Nếu mà không có máy xay thì các bạn có thể dùng cái dây mà để dây cháo cho em bé, thì tại vì cái bí này lúc mà mình hấp hay mình luộc thì nó cũng rất là mềm rồi, rất là dễ xay thôi. Xay nốt cái còn lại. Thank you.
tươi này, mình đang dùng sữa tươi có đường. Xay xong đây, khi xay xong thì chúng ta được sữa như thế này, màu sữa rất là đẹp nhé. Nãy thì mình có bỏ hai bịch sữa tươi có đường rồi và bây giờ mình sẽ bỏ thêm sữa đặc. Một số bạn thì cũng có thể sử dụng đường nhưng mà theo mình nghĩ thì cái sữa này nó cũng rất là béo ngậy rồi nên là mình không sử dụng đường và đường cũng không tốt. Mình cho khoảng 100g nha các bạn. Bạn có thể thêm sữa đặc tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Nếu ai thích ăn béo ngọt một chút thì mình có thể cho thêm nhiều, còn ai mà không thích ngọt thì chúng ta với 500g bí thì có thể cho 100g sữa đặc. Sữa rất là sánh đẹp. Bây giờ bước cuối cùng thì chúng ta sẽ mang lên bếp để chúng ta đun lại. Chúng ta bắt bếp đun thì các bạn nhớ quấy đều để cái nó không bị cháy nha. Sữa bí này nó rất là đặc, mình không đun sôi nha các bạn, mình chỉ đun để cho nó sủi bọt lên thôi. Bí này rất là bổ dưỡng. Uống sữa bí này trong vòng khoảng 1 tuần đến 10 ngày là có thể tăng cân được các bạn. Hè hè nóng nực này mà mình nấu, mình bỏ tủ lạnh rồi cho cả nhà uống rất là tốt. Bí đỏ này rất tốt cho sức khỏe. Nó sôi sủi bọt đó các bạn. Đấy, nó chỉ cần như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần để cho nó sủi lên như vậy là sữa được rồi nha các bạn. Không để nó sôi kỹ nha các bạn. Tại chúng ta bỏ sữa tươi rồi mà nếu mà để cho sôi như bình thường mình nấu đồ thì nó sẽ làm mất chất trong sữa nha các bạn. Được rồi, chúng ta tắt bếp. Chúng ta đợi cho sữa bí nguội một chút rồi chúng ta bỏ vào ly. Sữa bí này mình thưởng thức nóng cũng rất là ngon nha quý vị. Thành quả.
quả của chúng ta đây. Chúng ta đã vừa hoàn thành xong món sữa bí thơm ngon và bổ dưỡng nha các bạn. Chúc các bạn thành công với món sữa bí đỏ bổ dưỡng.